Mùa này là bà con mình cứ nghĩ là trời vào mùa khô rồi, không mưa nữa đâu. Nhưng mà lâu lâu nó có những cơn mưa nho nhỏ bất chợt, giống kiểu mưa xuân như thế này ấy. Năm xưa cái chùa này do thầy Chánh Kế lập ra thì lúc đó cũng nhỏ và lụp xụp thôi, cũng chỉ là dựng lên gọi là tiền chế thôi quý vị. Trồng rất là nhiều hoa quý vị, và sơn cái màu vàng, buổi tối bật đèn lên nhìn nó cũng đẹp lắm luôn, nổi bật, rất là đẹp luôn. Trong phố mà vẫn còn vài cây chuối, quá tuyệt vời. Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 16 giờ 30 chiều ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023. Mình đang có mặt tại con đường Nguyễn Văn Cừ quý vị. Bên phía tay trái của chúng ta là ấp Ánh Sáng ha. Còn bên phía tay phải là công viên Ánh Sáng quý vị. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 rồi. Nhân dịp đầu tháng thì xin gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Sức khỏe, dồi dào, thành công và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Đà Lạt thì đang kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư về xây dựng, nâng cấp cái công viên Ánh Sáng này lên quý vị, để mà kết nối vào những cái khu vực xung quanh này ha. Chứ bây giờ nó nằm dưới thấp ấy, thì chả kết nối gì được, và bà con du khách nhiều lúc đi trên nhìn xuống vậy thôi, tại vì nó thấp quá quý vị, nhấp nhác nữa. Ở trong đó thì phải nói là cũng dân ăn chơi hút chích nghiện ngập này kia cũng hay lui tới vãng lai, tại vì nó tối. Được nâng cấp lên mà làm dưới ở cái bãi đổ xe này rất tuyệt vời luôn. Đà Lạt chiều hôm nay trời trở nên âm u và lạnh hơn quý vị. Hồi sáng thì đỡ ha, nhưng bây giờ thì quý vị thấy là như trên bầu trời rất là nhiều mây, trời do gió, nhiều lúc cũng có những cái hạt mưa giống sương nó táp vào mặt. Nhiệt độ hiện tại bây giờ tầm khoảng 18 độ C quý vị, về đêm khuya có tầm khoảng 14 độ C ha. Ra đây là bùng bình nước quý vị đó. Nếu trong quẹo phải như thế này là chúng ta sẽ đi qua cầu Ông Đậu ra bờ, ra quảng trường Lâm Viên ha. Chiều hôm nay là thứ sáu cho nên như là Đà Lạt nó sôi động hơn rất là nhiều. Vì du khách đang đổ bộ lên quý vị. Tối nay và ngày mai thì Đà Lạt rất là đông luôn. Thường thường cứ mùa dịp đầu tuần là như vậy đó quý vị ha. À cuối tuần là như vậy ha. Và trong kia là khu vực chợ đêm quý vị. Mình nói với lại xưng hô quý vị như thế này nó quen rồi quý vị. Giống kiểu có một câu chủ ngữ vị ngữ gì đó. Cho nên chi ở trong clip của mình là phải nói rất là nhiều những cái câu quý vị ha. Mong quý vị thông cảm, chứ thật sự ra đi nói tự nhiên như thế này nó không quen rồi, khó lọc ra lắm. Đây là con đường Lê Đại Hành dẫn thẳng lên khu Hòa Bình. Mình sẽ cố gắng nói làm sao đó để bỏ bớt cái từ quý vị đi. Chứ trong một video mà nhiều từ quý vị quá thì bà con mình có nhiều người nói cũng kêu là khó nghe. Ở trời mưa quý vị. Đó, thấy không? Nó quen rồi. Cứ một câu là mình sẽ có một từ quý vị gì đó. Quà mưa xuân à? Hay là mưa đông? Trời mưa à? Mưa bay bay, mưa không, nếu như mà có mưa thì mưa cũng không có to đâu. Đây là khu Hòa Bình, bà con mình đang tán loạn lên, che đồ, mặc dù không có lớn nhưng mà che đồ cả ướt ha. Đây là con đường Phan Bội Châu. Đường Phan Bội Châu là có hai tiệm vàng lớn lâu đời là Kim Hoa Luận nè. Bây giờ bà con mình phải nói là bu vào, không phải bu vào nhưng mà xếp hàng từ sáng cho đến tối để mà mua bán vàng, đặc biệt là trong cái mùa này. Mùa này là mùa cưới đó, mùa cưới cho nên chi là bà con mình cũng hay đi mua vàng để về đi đám cưới này. Và cuối năm này bà con mình ấy có vàng thì nhiều lúc cũng kẹp, cũng đi bán ít vàng
đó là một cái sự tích lũy của rất là nhiều người. Có người thì có ít, có người thì có nhiều, để mà lấy tiền về chi tiêu vào dịp cuối năm. Mà đặc biệt những năm nay ấy, thời gian gần đây thì vàng nó đang lên, tăng cao kỷ lục hơn 70 triệu một lượng, và có xu hướng nó sẽ tăng nữa. Thường thường vàng nó sẽ tăng vào cái dịp cuối năm này, vào cái dịp mà cưới hỏi nhiều như thế này, người ta mua bán nhiều ấy. Đó, quay lại vào con đường Nguyễn Văn Trỗi đi quý vị. Hồi sáng mình đi khu vực ở dưới này, thấy trời mưa mưa. Đây là Đà Lạt Center ha. Chính vì vậy có nhiều người có vàng thì cũng đi nhiều, thì đi bán để kiếm lời. Đó, mỗi lượng có nhiều người lời cả mấy triệu bạc đó chứ đâu phải ít đâu mà. Rồi có một loài người trong đó có mình. Đó là cho dù có lời hay lỗ, vàng lên hay xuống gì, nếu như kẹt là phải bán thôi. Bán để mà chi tiêu, con cái học hành. Dịp cuối năm này nhiều lúc nợ đòi cũng phải đi bán vàng để trả nợ. Chứ không phải là cứ nói đứng xếp hàng bán vàng, mua vàng là giàu đâu quý vị. Nhiều lúc mua vàng, bán vàng cũng đang rơi vào cảnh phải nói túng quẩn mới đi bán vàng đấy. Túng quẩn mới đi bán vàng để mà chi tiêu đó quý vị. Vàng dự báo là nó sẽ lên đó quý vị. Chúng ta thấy là có những thời điểm vàng có 20-30 triệu một lượng thôi. Bây giờ nó dễ sợ không? Đây là con đường Phan Bội Châu. À đây là con đường Nguyễn Văn Trỗi. Đám cưới ha. Mùa này bây giờ đi lang thang Đà Lạt đám cưới nhiều lắm luôn. Cuối năm này quý vị, bà con phải nói là đi cưới hỏi chết luôn, để ăn đám cưới no luôn, khỏi phải nấu cơm. Đây là con đường Hàm Nghi năm xưa ha, dẫn thẳng về chùa Linh Sơn. Con đường này nó cũng xuống cấp rồi. Hiện nay với cái giá vàng cao kỷ lục như vậy, nhiều người đi cưới vợ cũng phải mua vàng. Đó, thường thường cưới vợ là phải đi làm nhận, làm đồ, làm của hồi môn rồi tùm lum hết. Cô dì chú bác ở trong nhà thì cũng thường thường đi vàng. Năm xưa người ta đi vàng cho mình thì bây giờ mình cũng đi vàng lại. Đó. Năm xưa người ta đi một chỉ cho mình thì một chỉ đó có 500 ngàn thôi. Bây giờ mình đi lại một chỉ thì nó tăng lên là gấp 5-6 lần rồi. Tức là một chỉ 3-4 triệu rồi. Đó, như vậy đó. Đâu, một chỉ bây giờ đâu có 3-4 triệu nữa quý vị. Chỉ vàng ta bây giờ cũng 6-7 triệu rồi. Tăng lên dễ sợ không? Gấp 10 lần. Tất nhiên là giá trị đồng tiền năm xưa nó sẽ khác. Cái thời điểm mà vàng 500 ngàn thì giá trị đồng tiền nó lại khác. Bây giờ vàng 6-7 triệu một chỉ rồi thì giá trị đồng tiền nó lại khác nữa. Mưa không lớn. Mùa này người có nhiều người nghĩ đấy là mùa khô rồi, cho nên chi là ra đường cũng không mang áo mưa, giống như mình đây. Thì bây giờ là nó đã ướt rồi. Mùa này nhiều người nghĩ không có mưa đó quý vị. Bây giờ mình tới đây mình nét thôi chứ bây giờ biết sao nữa. Khổ ghê ha. Đôi khi mình tấp vô mình nét thì nó là hết mưa. Như vậy đó. Đứng đây ha. Đó. Nó ngon vậy cho nó mới ướt hết rồi quý vị. Ướt là bành luôn á. Trời lạnh nữa.
Mùa này là bà con mình cứ nghĩ là trời vào mùa khô rồi, không mưa nữa đâu. Nhưng mà lâu lâu nó có những cơn mưa nho nhỏ bất chợt, giống kiểu mưa xuân như thế này ấy. Nó cũng khó chịu ha. Tối nay nó cũng tạnh cho không mưa đâu quý vị. Mùa này không có mưa nổi kéo dài với lại to đâu. Trời bớt rồi, cô lau cái áo xong ra bớt rồi. Bớt mưa rồi. Tới đây là ngã ba chùa, quẹo phải là chúng ta lên đường Bùi Thị Xuân quý vị. Quẹo trái là chúng ta sẽ đi về về đường Phan Đình Phùng ha. Còn mình chạy như thế này là vào chùa Linh Sơn. Đó. Chùa Linh Sơn thì không có lạ lẫm gì đối với rất là nhiều người nữa rồi. Nhưng mà nhiều lúc chiều ta đi vào những cái khung cảnh kỷ niệm như thế này, nó cũng có cái gì đó phải nói là bình yên, bồi hồi. Và có gì đó nó xúc động nữa. Mình đang xúc động nữa quý vị ha. Chùa Linh Sơn mình vô thoáng qua ngắm cái ha. Hiện nay chùa Linh Sơn thì cái bãi chùa bà con mình cũng làm chỗ để đậu xe, giống kiểu là bên ngoài tư nhân họ vào thâu đó quý vị. Họ làm bãi đậu xe như thế này. Đó. Chùa Linh Sơn bao nhiêu năm thì nó vẫn vậy. Vẫn giữ được cái lối cổ kính và giản dị giống như ngày xưa. Còn bây giờ có nhiều chùa phải nói là xây lên phải nói cực kỳ hoành tráng luôn quý vị. Hết mưa quý vị ha. Chạy vào con đường Mai Hoa Thôn vậy. Đây là con đường Mai Hoa Thôn. Nó nằm ở sau lưng chùa Linh Sơn. Ở đây có cái quán cà phê người ta mới thiết kế, nhìn dễ thương ha. Ngồi đây mà uống cà phê thì nó bình yên lắm luôn. Ai thích buồn buồn mà lặng lẽ vào trong những cái con đường nho nhỏ, con hẻm, người ta cũng có thiết kế những quán cà phê phù hợp với những người mà không thích ồn ào đấy, thích ngồi làm việc hoặc là lặng lẽ trầm tư suy nghĩ giống như mình vậy đó. Mình đến đâu uống cà phê cũng ngồi lặng lẽ trầm tư suy nghĩ vậy đó quý vị, hoặc là đọc báo. Đây cũng là một khu dân cư lâu đời của Đà Lạt rồi. Theo con hẻm này chúng ta sẽ thông xuống khu vực đường Nguyễn Lương Bằng luôn ha, xuống công viên Nguyễn Lương Bằng. Hiện nay luật đất đai được thông qua là chung cư không có thời hạn. Hồi trước là người ta dự kiến là chung cư phải là có thời hạn 50 năm hoặc là 10 bao nhiêu năm đó. Nhưng bây giờ là không có thời hạn ha. Đây cũng là đám cưới luôn, không biết băng qua được không. Đám cưới băng qua được không? Được chứ, đây là con đường đi quý vị. Hiện tại họ người ta vẫn chưa tổ chức ha. Đi qua một cái coi. Mùa này đi đâm lang thang phải nó đám cưới quá trời trời luôn, bao la luôn quý vị.
phải quy định là không thời hạn mới đúng chứ. Bây giờ mà mua chung cư mà sở hữu 50 năm thì nhiều người không mua đâu, xây ra là ế chắc. Ra bên này là khu quy hoạch Nguyễn Lương Bằng, một khu quy hoạch dân cư liền kề quý vị. Đó, quẹo phải là lên đường Thông Thiên Học à. Còn quẹo trái như thế này là về con đường Nguyễn Lương Bằng. Đây là chung cư Nguyễn Lương Bằng này. Nếu như mà ai muốn mua hoặc là thuê mướn ở thì trong này họ không có bán rồi quý vị. Hiện nay thì chung cư, những cái khối chung cư ở Đà Lạt người ta cũng có rao bán rồi, người ta ở chán người ta bán rồi. Hoặc là có những người họ mua đầu tư cho thuê, bây giờ thì họ cũng rao bán. Bán được thì họ lại tiếp tục để cho thuê ha. Người có điều kiện thì đi thuê chung cư, có điều kiện hơn thì thuê nhà nguyên căn hoặc là thuê biệt thự villa để ở cho nó sướng. Còn người mà không có điều kiện thì đi thuê những căn phòng trọ. Phòng trọ thì có nhiều hàng, bình dân chật hẹp cũng có, cao cấp cũng có, đó, đủ thứ đường hết. Theo con đường này là chúng ta sẽ đi ra đường Phan Đình Phùng. Trong những khu dân cư như thế này thì họ không có cây xanh, nó cũng tương tự giống như là những đô thị ở dưới đồng bằng thôi. Nhà cửa là mấy sang sát, người ta tận dụng kín mít hết quý vị. Không có chỗ để mà trồng cây xanh đâu, hoặc là trồng thông đâu. Ra đây là đường Phan Đình Phùng ha. Quẹo phải là ra số 4 luôn. Còn đi theo hướng ngược lại là đi ra, đi về trung tâm. Sau mười mấy năm thôi mà quý vị có thể thấy là đường phố Đà Lạt bây giờ chật ních xe cộ, đặc biệt là xe ô tô đó. Xe ô tô của bà con Đà Lạt phải đậu đầy đường. Có nhiều người ở đằng sau lưng những con đường này, xe ô tô vô nhà không được, buộc phải đậu ngoài đường vậy đó quý vị. Rất là nhiều. Hồi trước đường phố Đà Lạt nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là thông thoáng, hầu như là không có cái cảnh kẹt xe ha. Nhưng mà thời đại bùng nổ như thế này phải nói là xe ô tô dễ sợ. Ra đây bên phía tay phải của chúng ta là trường tiểu học Trưng Vương quý vị. Còn bên trái là cây xăng Hồng Hưng, cây xăng ngưng hoạt động rồi ha. Để mình chạy lên cái chùa, cái này cái chùa này là chùa Kỳ Viên, hiện tại đang xây dựng vẫn chưa xong. Năm xưa có cái tường ở đây, bây giờ họ dời rồi để làm con đường lên cho nó lớn. Xây mấy năm rồi vẫn chưa xong vị, nếu xong đẹp lắm luôn, rất là hoành tráng, kéo dài từ trên xuống dưới. Năm xưa cái chùa này do thầy Chánh Kế lập ra thì lúc đó cũng nhỏ và lục sục thôi, cũng chỉ là dựng lên gọi là tiền chế thôi quý vị. Sau này mới được đầu tư xây dựng lên hoành tráng như thế này. Mình nghĩ chắc cỡ 2 năm nữa mới xong. 5 nữa mới xong rồi quý vị. Khu vực này thì cũng rất là nhiều chùa. Ở đây, lên đây là đường Cổ Loa ha. Dốc lắm quý vị. Đường Đà Lạt có những con hẻm dốc, mình lên nhiều lúc nó cũng vừa đi quay vừa nói chuyện như thế này không để ý là cũng tắt máy, nhất là xe côn này. Rồi bắt đầu đề ba bán nhà, bán căn nhà này luôn, ủa to quá. Đề ba rác hết cả máy luôn.
hết cả côn, xóc hết cả ruột. Đây là con đường cổ loa, là ấp Mỹ Lộc của ngày xưa. Năm xưa nhà cửa ở đây cũng ít thôi, ruộng vườn. Với con đường cổ loa này thì bao nhiêu năm quay lại nó vẫn như cũ. 10 năm trước mình lang thang thì thấy nó cũng vẫn như thế này. Ở những khu vực trong này thì thường thường có những cái nhà trọ bình dân dành cho sinh viên cũng như là người dân lao động, đặc biệt là sinh viên đấy. Xuống đây là con đường Thông Thiên Học, đi hướng như thế này là nối ra đường Bùi Thị Xuân luôn. Đi sâu vào trong những con hẻm ở sau á là nhà trọ rất là nhiều. Năm xưa nhà trọ nằm mặt tiền rất là nhiều quý vị. Bây giờ người ta tận dụng để mà làm ăn, kinh doanh mặt bằng hoặc là làm quán xá, làm nhà nghỉ, khách sạn đó. Còn lùi sâu vào trong là phòng trọ rất là nhiều. Ngày xưa khi mà mình ở đây lang thang, nhìn cảnh nó cũng buồn lắm, không có đông đúc và sôi động giống như hiện tại bây giờ, và cũng nghèo nữa. Người ta cũng chủ yếu là kinh doanh buôn bán với sinh viên thôi, với người dân lao động, với người dân địa phương thôi. Cho nên lúc đó du lịch vẫn chưa phát triển, chưa bùng nổ. Lác đác thấy người ta bán vài mớ rau, vài con cá cho sinh viên ra mua, nhiều lúc sinh viên ra mua nợ nữa. cho thuê phòng trọ đó quý vị. Ở dưới Sài Gòn thì bây giờ phòng trọ bao la, Sài Gòn Bình Dương. Khi mà công nhân họ trả phòng để về quê hết, về quê rất là nhiều. Những người mà không có việc làm, thất nghiệp á, chủ trọ bây giờ nghe nói là cũng mếu máu, như lúc rau bán cả khu trọ luôn. Thường thường rau bán như vậy là họ cũng đang mắc nợ. Có lẽ là họ năm xưa họ thấy kinh doanh nhà trọ ngon lành, cho nên họ cũng vay mượn ngân hàng, vay mượn chỗ này chỗ kia để mà đầu tư, mua đất xây nhà trọ kinh doanh, rồi lấy cái tiền nhà trọ đó trả cho ngân hàng, và sau bao nhiêu năm đó thì dư ra được cái nhà trọ và lô đất. Nói thì rất là dễ và cũng tưởng rất là dễ ăn, nhưng mà gặp trong cái lúc khủng hoảng như thế này, có nhiều người, nhiều lúc người ta nói là người tính không bằng trời tính, hoặc là cũng có những câu nói dân gian là nói trước bước không qua, và nó đúng như vậy. Có nhiều người rơi vào cái cảnh phải rao bán chính những cái tài sản của mình. Quẹo trái vào đường Nguyễn Thiên Nghĩa đấy quý vị, đây là đường Bùi Thị Xuân ha, chạy vòng. Theo con đường Nguyễn Thị Nghĩa này chúng ta sẽ đi về khu quy hoạch Gốc Valley luôn, ra hồ Sơn Hương luôn. Mỗi lần đi ngang qua đây mình ấn tượng với căn nhà này, với quán cà phê này quý vị. Đó. Căn nhà cổ ấy, mà người ta thiết kế là nhìn thân thương, dễ thương mà có cái gì ấn tượng nữa quý vị ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Trong phố mà vẫn còn vài cây chuối, quá tuyệt vời. Đó, với những căn nhà cổ ngày xưa được vì này. Căn này, nhà này ngó về cho quý giá lắm. Nó có gì đó nó phải nó khác biệt so với những căn nhà hiện đại
căn nhà hiện đại bây giờ là nhan nhản, còn nhà cổ là những cái gì đó của năm xưa để lại và nó cực kỳ quý giá lắm, ai mà biết giữ lại thì rất là hay luôn, mình thích điều đó ha. Tới đây là khu quy hoạch Nguyễn Tình Nghĩa, nhà liền kề, và đa số nhà ở đây thì cũng gần trung tâm cho nên gì bà con mình cũng tận dụng để mà kinh doanh, khách sạn rất là nhiều. Năm xưa ở đây là cũng chỉ là ruộng vườn, nhưng mà nay khách sạn mới bao la. Ở đây nhìn lên trên đó, trong khuôn viên bên phía tay trái là năm xưa là Học viện Giáo Hoàng quý vị ha. Bây giờ nó là Trung tâm Thanh Thiếu Niên của tỉnh Lâm Đồng. Đó, ra đây là khu quy hoạch Gop Valley với hàng chục căn biệt thự cao cấp ở đây quý vị. Đây là khu nhà giàu, dưới có tiền ít, ví dụ như là sân tennis. Toàn nhà lớn, nhà to không. Thỉnh thoảng trong những căn nhà lớn, nhà to, khu nhà giàu như thế này, quý vị sẽ thấy những cái biển số xe của 51 Đại gia Sài Gòn, 30 Hà Nội, hoặc là ở đâu đó Đồng Nai, Bình Dương. Và những bà con Việt Kiều mà giàu nữa. Hoa mai anh đào thì cái cây này nó đang ra hoa rồi quý vị này. Cây này không phải là hoa, không phải là mai anh đào đâu quý vị, đào Nhật Tân. Đó, những căn nhà quá tuyệt vời luôn, rất là giàu. Có những người giàu thì rất là giàu, và cũng có những người nghèo thì phải nói là nghèo rớt mồng tơi, nghèo không còn cái gì để mà nghèo hơn được nữa, vì sợ cuộc sống mà nó phải như vậy, vì như vậy mới là cuộc sống. Đây là chùa Tâm Ấn quý vị. Ra đây là đường Đinh Tiên Hoàng ha, để quẹo trái là chúng ta về ngã năm đại học, còn bên phía tay trái của chúng ta là sân golf, sân golf đồi cù. Đây là một chùa Tâm Ấn đây. Đó, dừng lại cái chùa này cái và kết thúc cái video luôn quý vị. Hồi nãy giờ đi ngang qua rất là nhiều những ngôi chùa, rất là bình yên. Ở đây người ta trồng rất là nhiều hoa. Đó, quá tuyệt vời luôn. Ngôi chùa này mới sửa chữa xây dựng trong vòng mấy năm này, trồng rất là nhiều hoa quý vị, và sơn cái màu vàng, buổi tối bật đèn lên nhìn nó cũng đẹp lắm luôn, nổi bật. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng để tâm sự chia sẻ cũng như là cập nhật tình hình, gửi đến quý vị anh chị và các bạn cùng xem. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.